Xin chào những nhà vô địch, tôi là Nhanh Trí. Ngày hôm nay bạn đã sẵn sàng để trở thành vua hải tặc One Piece, chứng kiến tình yêu của xứ sở nguyên tố hay đối đầu với người cưa Chainsaw Man chưa? Với sự xuất hiện của các gương mặt lần đầu tiên lộ diện tại Nhanh Trí trong top 19 cộng câu đố hoàn toàn mới lạ, hứa hẹn đem về 2.000 điểm cho bạn nào xứng đáng đây. Đăng ký kênh và cùng đi tới cuối nhé! Ồ, ngay đầu tiên chúng ta đã bắt gặp ai đây nhỉ? Chuẩn bị say ojia nào. Đó là Luffy. Nhìn xa cứ thấy mờ mờ, nhìn gần mới biết là mờ mê. Cậu ấy chính là thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm. Một lần vô tình ăn phải trái ác quỷ, cậu ấy đã biến thành người cao su và sở hữu sức mạnh siêu khủng. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện ra sao? Luffy, cậu ấy nắm giữ bí mật gì? Đứng chân chờ gì nữa? Bước một bước tới câu 2 nào. Luffy có ước mơ là gì? Đi vòng quanh thế giới, trở thành vua hải tặc hay trở thành tỷ phú nhỉ? Chính là trở thành vua hải tặc, tìm được kho báu One Piece là ước mơ lớn của cậu bạn ấy. Tôi muốn được trở thành vua hải tặc. Không chỉ một đoạn phim này mà còn vô số lần khác, Luffy cũng phát biểu tương tự bởi cái niềm đam mê trở thành vua hải tặc đã ngấm vào máu vậy rồi hay sao đó. Mặc dù bị biến thành người cao su không thể bơi được và muốn lấy được kho báu One Piece xác định không phải dễ, khó khăn thì một núi, nguy hiểm thì chồng chất. Tuy nhiên càng khó lại càng không làm tàn lụi đi ước mơ của cậu ấy được. Luffy thực sự là một cậu bạn mạnh mẽ, kiên trì, chính vì thế đã gây dựng lên hàng triệu fan hâm mộ trên khắp thế giới từ cái tính cách này chăng? Bạn là một fan của Luffy chứ? Nếu có ước mơ là gì, hãy cứ can đảm theo đuổi nó như Luffy nhé, miễn là ước mơ đó chính đáng. Còn bí mật của bí mật phải kể đến điều này, rốt cuộc thì kho báu One Piece là cái gì mà khiến người ta tranh giành ghê đến thế nhỉ? Đó là vàng bạc châu báu khổng lồ hay là trái ác quỷ quý hiếm nhỉ? Đáng tiếc, đó là chưa có câu trả lời, bởi vì đến tận bây giờ tác giả đã chịu cho khán giả biết đâu. Vì vậy, mọi giả thuyết đưa ra chỉ là đoán mò mà thôi. Chà chà, không biết kho báu thực sự One Piece lớn và kinh khủng thế nào, nhưng chắc chắn sức ảnh hưởng của nó đến thế giới của One Piece là điều không thể đong đếm. Bạn nghĩ khi tác giả công bố kho báu One Piece thì đó có thể là gì? Hãy để lại một ý kiến đầy mặn mòi dưới comment nhé! Mới nói đến cái, đâu ra ba cái dương xịn xò quá nè. Uầy, đừng nói, đây là kho báu One Piece nha, mê quá. Bạn chọn cái dương nào? Bùm chiêu, thần kỳ quá đi. Bạn nào may mắn chọn được dương 1 là được đầy trái ác quỷ. Ăn vào chỉ có phê thôi, biến hình thành các thứ luôn. Ngay sau câu hỏi thứ 5, đến những câu hỏi tiếp theo đều là một thế giới anime đình đám. Bạn đã sẵn sàng để đoán đây là nhạc phim của bộ anime nào chưa? Thủy thủ mặt trăng, Sakura thủ lĩnh thẻ bài hay vùng đất linh hồn nhỉ? Chắc chắn đây là thủy thủ mặt trăng rồi. Các cô gái vàng trong làng anime nằm chễm chệ trong lòng tôi. Bạn nào mà kể được hết tên của thủy thủ mặt trăng thì coi chừng. Video sau của Nhanh Trí lên vinh danh nhé. Bạn nào xem rồi cũng biết, bộ anime này có nội dung xoay quanh hành trình tiêu diệt cái ác, bảo vệ trái đất, hệ mặt trời, thiên hà và cả vũ trụ của nhóm chiến binh thủy thủ Thái Dương hệ. Hành trình của họ như thế nào? Chúng ta phải cắt xa lỏn đi theo ngay mới được. Xinh đẹp, tài năng thì ai cũng biết đến những cô nàng thủy thủ mặt trăng rồi. Vậy chuyện tình yêu tình báo của các nữ thần sẽ như thế nào nhỉ? Thật đáng tiếc, có một thủy thủ sau đây bị dính lời nguyền ế suốt đời. Đó là thủy thủ sao mộc, thủy thủ sao kim Minako hay thủy thủ mặt trăng con. Minako, thủy thủ sao kim, mặc dù là chiến binh đại diện cho tình yêu nhưng lại ê sắc ế suốt đời. Vì đã bị dính lời nguyền của tên ác nhân Kaito Ace nên mãi không có được tình yêu. Một sự trái ngược đầy dũng cảm phải không? Và thế là thanh xuân của Minako xinh đẹp dành hết cho sự nghiệp bảo vệ thế giới rồi. Ngoài ra Minako bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên rất biết cách tự lập, đã thế nấu ăn còn rất ngon và rất biết lắng nghe người khác nữa cơ. Chị xứng đáng có 1 triệu like từ tất cả các fan trên toàn thế giới nhé! Bóng ai quen quá, vừa lướt qua đây thì phải. Không biết là ai nhỉ?
Ây gu ây gu, là fan của Sailor Moon được 3 năm rồi mà không ai nói cho bạn biết đây là thủy thủ sao hải. Qua bàn tay của fan, thủy thủ sao hải vương nhảy flower mượt mà như sân siêu luôn, lại còn trạch chi nữa. Thế này thì không mê vừa vì quá mê rồi. Bạn muốn nhân vật nào nhảy tiếp theo thế? Comment tên nhân vật bạn yêu thích, Nhanh Trí sẽ làm nhân vật đó nhảy hết sức có thể. Các ban giám khảo nhà Nhanh Trí ơi, các bạn lấy giấy bút ra để chấm điểm nào. Bạn sẽ theo team One Piece. Hay theo team Sailor Moon đây? Có phải quá mãn nhãn, quá đã con mắt với màn so kèo đỉnh cao này rồi đúng không? Các ban giám khảo cho ai 10, cho ai 9 thế? Comment One Piece mãi đỉnh hoặc Sailor Moon mãi kèo nhé! Một ngày nhỏ như con bọ của Luffy và những người bạn khi vô tình đối đầu với sinh vật siêu to khổng lồ. Không biết là con vật gì? Voi khổng lồ Junisa, cá voi Labun, tam giác quỷ Florian hay bạch tuộc Surume nhỉ? EZ Game rồi, đó là tam giác quỷ Florian. Nó được xác nhận là sinh vật lớn nhất với kích thước 54.000m và đây là một vùng biển phủ trong màn sương mù dày đến nỗi nó chặn tất cả ánh sáng mặt trời. Ở đây xuất hiện một thực thể bí ẩn cực kỳ to lớn đến mức những con tàu đạt kích thước tuyệt đối cũng không bì kịp. Ôi, ghê vậy sao? Nhanh Trí xem bộ truyện này cũng lâu lắm rồi. Những fan lớn, fan cứng của One Piece ơi, các bạn nhớ comment xuống bên dưới để xác nhận điều này xem Nhanh Trí nói đúng không nhé. Comment xong chưa nào? Còn câu hỏi tiếp theo, chắc là bạn không muốn mình bị tối cổ đâu nhỉ? Hãy tìm ngay nhân vật nào đang nhảy nhé! Không biết bạn đã biết đến cặp đôi Amber và Wade trong bộ phim Elemental, xứ sở các nguyên tố được công chiếu tại rạp Việt Nam từ hồi giữa tháng 6 đến nay chưa? Nội dung chính của phim kể về câu chuyện giữa nguyên tố lửa Amber, cá tính cực kỳ thông minh, và nguyên tố nước Wade, nhẹ nhàng tinh tế, tưởng chừng lửa và nước đối lập nhau hoàn toàn. Nhưng không, câu chuyện tình yêu đã mang họ lại gần nhau. Cùng với đó, bộ phim đã nêu bật lên nhiệm vụ nối nghiệp gia đình của các bạn trẻ hiện nay như thế nào. Còn câu hỏi sau có thể khiến bạn nheo mắt trái, căng mắt phải đấy. Tìm Amber khác biệt nhất nhé! Khó vậy mà các bạn cũng nhìn ra sao? Tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ! Bạn còn nhớ hay đã quên nhân vật này? Không ai khác, người ấy chính là thám tử lừng danh Conan! Bắt đầu từ đây, những bí mật về Conan được lộ diện. Doraemon có nhiều bảo bối và không kém cạnh thì Conan cũng sở hữu cho mình những thiết bị rất chi là đỉnh của Chop đấy. Fan cứng ơi, các bạn còn nhớ đâu là thiết bị mà Conan sử dụng phá án không? Giày tăng cường sức mạnh này, kính định vị này, đồng hồ gây mê, ván trượt siêu tốc hay nơ biến đổi giọng nói? Ôi, Conan có full bộ giáp bên trên luôn mà, liệt kê ra mới thấy nhiều dữ luôn á. Vậy người tạo ra những thứ siêu đẳng này là ai? Chính là bác tiến sĩ tóc xoăn Agatha, sáng tạo ra tất cả giúp Conan phá án một cách đầy ngoạn mục. Như cái ván trượt này nè, di chuyển nhanh như chớp, không cần dừng lại đổ xăng, tội phạm chạy đến đâu là dí tới đó luôn. Hay như chiếc kính này, nó có thể định vị và nghe lén, dĩ nhiên dùng khi điều tra rồi. Nhanh Trí ấn tượng nhất là chiếc nơ biến đổi giọng nói, không biết bạn mê nhất món đồ nào? Ok, chúng mình cùng tiếp tục nhé! Đoán điệu nhảy chấn động này của ai đây? Touch this. Can't touch this. Những nhân vật đã dần lộ diện rồi, bạn có nhận ra đây là Naruto không? Touch this. Cậu ấy cứ như kiểu có số má, sinh ra làm dancer vậy. Nhảy xong cái là anh em bạn bè xung quanh thấy hết hồn theo luôn mà. Nhìn thì thiện lành vậy thôi, chứ một khi mà anh đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Hãy xem nhẫn thuật Baryon Mode của ta đây.
quá mãn nhãn luôn, cứ như kỷ niệm tuổi thơ được tái hiện trong khoảnh khắc ngay lúc này vậy. Chưa hết, người quen trong anime còn rất nhiều các bạn ơi. Tiêu biểu hơn cả là ai đây? Người ấy sẽ gọi tên Son Goku. Bạn từng thấy anh ấy nhảy nhót bao giờ chưa? Ai fan nhà 7 viên ngọc rồng ở đây không nhỉ? Nếu đã từng đu trend vuốt tóc dựng ngược như Son Goku đính đám một thời thì bạn xứng đáng được 10 điểm và trả lời câu hỏi tiếp theo này đấy. Son Goku sợ nhất điều gì? Sợ chó cắn, sợ tiêm hay sợ ma nhỉ? Nà ní, anh chàng của chúng ta sợ kim tiêm lắm nha các bạn ơi. Mang tiếng là cao to lực lưỡng, sức mạnh siêu cấp, có mà thấy cái kim tiêm bé tí bé tiêu cứ hét toáng lên như vậy đó. Có ai cùng chung nỗi sợ này không nào? Hình như tất cả chúng ta đều có nỗi sợ này như nhau vậy. Cơ mà các bạn có bao giờ từng nghĩ Son Goku mà bước ra ngoài đời thật sẽ trông như thế nào chưa? Cẩn thận lại cười sái cả quai hàm nha. Tên. Thời đại của vua trí tưởng tượng xuyên vũ trụ có khác, vẽ lại bản Son Goku người thật ngầu hơn trái bầu, xứng đáng làm người yêu của ta. Cơ mà ở một diễn biến khác, bạn sẽ cười lộn ruột hơn với những màn hóa trang này đấy. What the hell? Nhìn giống đến từng chi tiết, nhưng mà nó lạ lắm. Wow, hóa trang ăn luôn vài quả chuối cho đỡ thèm nè. Khó thế mà anh cũng nghĩ ra, đúng là fan cứng chính hiệu đây rồi.